Tiếp tục series về loa thì video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn em loa Bluetooth Keling A5. Em này rất là nhỏ gọn, có thể mang đi nhiều nơi, cầm khá là chắc tay và màu bạc rất là sang trọng. Phía dưới loa có một miếng cao su để cố định giúp loa không bị trơn trượt. Mặt trên loa được làm bằng nhựa có in chữ Keling ở đây ạ. Vỏ loa được làm bằng kim loại khá là chắc chắn và đi kèm với loa là một sợi dây cáp được tích hợp hai đầu, một đầu sạc và một đầu jack 3.5 để có thể kết nối với các thiết bị khác. Khả năng tích hợp Bluetooth tương thích với tất cả các loại điện thoại nên giúp bạn dễ dàng kết nối mà không cần đến dây điện lòng thòng. Khoảng cách truyền Bluetooth lên đến 10m cho bạn trải nghiệm linh động hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể kết nối loa với các thiết bị khác nhờ cổng USB vô cùng tiện lợi. Chúng ta có thể thấy em loa này có các nút cơ bản như là on off, chuyển bài, tăng giảm âm lượng, tạm dừng và đàm thoại di động. Bên cạnh đó còn có cổng sạc và khe cắm thẻ nhớ. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng xem thử xem âm thanh của em này như thế nào nhé. Và điện thoại của mình đã kết nối với lại em Bluetooth A5 rồi đây. Bây giờ mình sẽ mở một đoạn nhạc lên để chúng ta cùng thưởng thức nhé. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào!